đồ độc ác, thâm hiểm. Mày ra đây làm cái gì? Em không có muốn chuyện này liên lụy tới anh. Em chỉ muốn dạy cho con Bình một bài học thôi. Anh đừng giận em nữa. Em xin lỗi anh. Dì Bảy đã nói cho em nghe rồi. Bà chủ sẽ không tha cho anh đâu. Em có nấu cháo cho anh, để anh chết không phải là con ma đói. Tao không ăn. Tao có làm con ma đói cũng không thèm ăn đồ ăn của mày nữa. Giờ khi nhớ cái mặt của mày, nếu mà tao có chết đó, tao sẽ lên đồ mạng của mày đó hiểm mà. Anh đừng có nói vậy mà. Em thật sự không có muốn hại chết anh. Em chỉ muốn con mình nó bị đòn thôi. Ai ngờ lại ra nông nổi này. Anh Lũ ơi, anh ăn miếng cháo đi, em đút cho anh ăn nghe. Tao không ăn. Nhưng mà tao hỏi mày nè, tại sao lòng dạ của mày độc ác dữ vậy hiểm? Lúc nào cũng muốn tính chuyện hại người hết là sao? Bây giờ nè, mày đạt được ước nguyện của mày rồi đó, mày vừa lòng hả dạ mày chưa hiểm? Em không có muốn vậy mà. Em thương anh thì làm sao em có thể hại anh được chứ. Mày im đi. Mày đừng có giả bộ khóc khóc. Mày ra vẻ tội nghiệp để tao thương mày hả? Tao nói cho mày nghe, tao sẽ không bao giờ tha thứ và thương một đứa con gái có tâm địa độc ác xấu xa như mày đâu. Mày đi đi. Đi đi. Đi cho khuất mắt tao. Đồ độc ác, nham hiểm. Mày không có cái gì nữa. Hiểm, mày làm cái gì vậy? Tất cả là tại mày hết. Đồ hư thân mất nết. Mày ở với ai? Tại sao mày không khai ra? Mày để anh Lũ chịu quen với mày hả? Mày còn khóc nữa. Mày im đi, mày không khóc nữa. Mày thối dữa, mày khùng hả? Mày khôn hồn thì mày khai ra. Mày ăn ở với thằng nào? Mày không được khóc. Mày làm cái gì vậy? Mày nói chưa? Hay là tao ra nhà sau tao lấy đũa bếp tao cạy miệng mày, mày mới nói. Hiểm, mày thôi đi chứ Hiểm. Mày bị khùng hả? Bình ơi, tao lại mày. Anh Lũ có mẹ già, người chăm sóc. Anh không có thể chết với mày được. Mày có biết không? Mày có biết là tao yêu anh Lũ nhiều lắm không? Đứa nào làm cho mày có bầu hả? Mày nói đi. Đứa nào làm cho mày có bầu vậy hả? Đứa nào? Hiểm, nói đi. Hiểm, thôi đi. Anh, không không, vô đi. Tôi đi tới tìm em tôi mà. Bỏ ra đi. Anh, okay. Đi chơi với em đi. Mình không vui lắm. Tôi tới tìm em của tôi. Tôi xin lỗi nha. Khải Duy, Khải Duy ơi, Khải Duy. Duy à, Khải Duy. Cái gì vậy? Anh nè, có chuyện cấp bách lắm. Em. Anh đi đâu đây? Anh có biết là sự không? Nữa nếu anh sọc vô phòng người ta là sao? À, anh biết, nhưng có chuyện cấp bách lắm rồi. Em về mau đi. Về hả? Anh có biết bây giờ là mấy giờ không? À, mấy giờ cũng phải về hết. Con mình nó sắp chết rồi đó.
Anh nói cái gì? Con Bình sắp chết hả? Ừ. Xe bị sao vậy? Chắc là hư rồi. Trời ơi, sao lại hư lúc này chứ? Làm sao em biết được? Mới hồi chiều em còn chở mấy em nó đi chơi mà. Bây giờ lại hư ngay lúc này. Đợi anh tí đi. Anh đi đâu? Anh đi, đi tìm thợ sửa xe. Anh bị khùng rồi hả? Bây giờ là mấy giờ rồi? Đợi đi tìm được thợ sửa xe trên trời sáng hết rồi. Thời gian đâu cứu kịp của mình. Không kịp cũng phải thử chứ. Chờ phải hơn một tiếng nữa, chuyến xe đò sớm nhất nó mới chạy. À, hay là vậy, em lên xe đi. Nè, hai đứa phụ đẩy xe đi. Dạ. Dạ. Mạnh lên. Hải Duy, cố lên, có hai mạng người đang chờ em về cứu đó. Tụi bay nghe đây, hôm nay á, bà xử chết con Bình với thằng Lũ về cái tội mèo mã gà đồng, dám làm ô uế cái nhà này. Chuyện này tuy là gia pháp nhưng mà cấm lan truyền ra ngoài. Đứa nào mà dám hó hé, bà sẽ cắt lưỡi, rút xương, quăng cho chó ăn. Tụi bay nghe chưa? Tao hỏi có nghe rõ không? Tao hỏi có nghe rõ không? Dạ. Dạ. Dạ nghe bà. Bà ơi, con biết tội của con, cho nên con chết ngàn lần con cũng không gian xin. Nhưng con xin bà tha cho anh Lũ, anh không có tội gì hết bà ơi. Bà ơi, con xin bà, anh Lũ không có làm chuyện này đâu. Con xin bà tha cho anh Lũ lần này, bà ơi. Hiểm, không tới phần của mày. Nhưng mày không thể một mình có thai được. Không phải thằng Lũ thì thằng nào. Muốn tao tha thì phải khai ra lập tức. Là đứa nào, đứa nào mà dám cả gan làm chuyện động trời như vậy? Khai đi. Cái con điên này, mày khai ra đi. Ai là mày có bao vậy hả? Mày khai ra đi. Khai ra. Bà ơi, con không nói được thiệt mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không nói được thì đừng nói nữa. Bay đâu? Dạ. Dạ. Quăng thằng lũ xuống trước. Bà ơi, 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 tha cho con bà ơi. Bà ơi, bà ơi, anh Lũ không có tội bà ơi. Bà ơi, bà ơi, tha cho anh Lũ đi bà. Bà ơi, tha cho con đi bà. Chú ơi, lại bà, con xin bà. Làm đi. Tha cho con đi bà. Tha cho anh Lũ đi, con lại bà. Bà ơi, xin bà. Bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi. Khai mau, là đứa nào? Dạ, 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 dạ. Lai! Dạ, là... Ai? Khai mau! Dạ, dạ, dạ. Là cậu ba. Mày nói ai? Dạ, dạ con nói là cậu ba. Là cậu ba làm con có thai. Mày nói láo. Mày tưởng cậu ba không có nhà rồi mày muốn nói cái gì cũng được hả? Hả? Mày đâu điều. Giả vô cái miệng. Nó đặt điều nó láo cho bà. Dạ không, mau lên đều mà. Má à, để con. Chó mày nè, nói mày nè, chết đi. Điều mà bà sợ nhất cho mẹ chưa, chưa có lòng hết. Chết đi, đi. Bà ơi, bà ơi, bà ơi, cho mẹ chết. Chết đi, chết đi. Bà ơi, con nói thật, con mới nói vậy. Thật sự là cậu ba đã làm cho con có thai. Con mới đặt điều dối trá mà bà. Mày còn dám nói nữa hả? Hay sáng đánh chừng nào nó chịu khai thì thôi. Đánh đi. Dạ. Chết đi. Bà ơi, con lại bà. Cho dù bà có giết chết con đi nữa, con cũng chỉ khai một mình cậu ba mà thôi. Khi con Bình nó nói đúng đó. Bữa ở Cà Mau có một đêm nó đi với chú ba tới sáng luôn đó má. Con còn dám nói gì hả? Im đi. Một người cao quý như Khả Duy mà thèm đụng chạm đến thân thể xấu xí hôi túi như nó hả? Nè, khôn hồn, khôn hồn thì khai, người khác nhanh lên khai đi. Bà ơi, bà có giết chết con cũng chỉ khai như vậy thôi à. Chính cậu ba đã làm cho con có thai, con không khai người khác được mà. Nếu mày cứng đầu ngoan cố như vậy thì không cần phải nói nhiều nữa. Bay đâu, hiệp chết đó cho bà. Trời ơi, tôi thật là không có dạy cho những lời của bà. Bà, chú lại bà. Chú lại bà. Chú ơi, chú lại bà. Chú lại bà chú ơi. Chú thôi đi bà chú.
Có lẽ nó hoảng sợ nên nó nói bậy. Đứa con đó không thể nào là của cô ba được. Bà chủ tha cho nó đi. Bà con phải vì hoảng sợ mà con nói như vậy. Thật sự chính cậu ba là người làm cho con có thai mà. Vì vậy nên con mới không chịu làm điều hồ cho cậu ba nữa đó. Thả nó xuống. Bà bình tĩnh lên đi bà. Tôi lại bà đó. Nếu bà có thương nó, xin cũng nghĩ chút mình đi. Đứa con trong bụng đó cũng là cháu nội của bà, là má phụ của cậu ba. Tôi lại bà. Tôi lại bà. Không. Bà ơi, tôi lại bà. Đừng bà. Bà ơi, bà tôi lại bà. Bà tha cho nó đi bà chủ. Bà ơi, tôi lại bà. Bà tha cho con đi. Bà chủ ơi, không. Bà chủ, bà chủ ơi. Bình ơi. Bình ơi. Bình. Trời ơi, lấy thang lẹ lên.